có những ai cùng đi với các em hết? Dạ thưa xin mời cô. Em xin mời em người hay là dạ thưa cô cha mẹ dạ thưa thầy cha mẹ thầy cô và chúng em là người đi chơi biển. Giỏi. Câu trả lời là thầy, cô và ba mẹ chúng em. Ok. À, để tiếp tục chương trình, chúng tôi chỉ đọc câu hỏi và trả lời câu trả lời. Sau đó ban giám khảo sẽ tự đọc cho điểm. Chứ không, nếu không chúng ta cứ đi tới đi lui và như vậy tốn thời gian lắm. À, câu số 2 là sau bữa ăn sáng, thầy cô và các học sinh chơi những trò chơi nào? Hết. Xin mời em Jayden. Kéo cỏ, nhảy bao bốn, nhảy dây và bóng chuyền. Giỏi. Câu trả lời là kéo co, nhảy dây, nhảy bao bố và bóng chuyền. Câu trả lời câu hỏi thứ ba là địa điểm được chọn cho buổi vui chơi ngoài trời là ở đâu? Hết. Dạ thưa thầy, địa điểm được chọn chơi ngoài trời là bãi biển Long Beach. Câu trả lời rất gần đúng, bãi biển Long Beach. Câu hỏi kế tiếp là trong bài Tình Bà Cháu, người kể chuyện là ai? Hết. Xin mời em. Dạ thưa cô, người kể chuyện bài Tình Bà Cháu là bà nội của em bé gái anh thưa Karen. Giỏi. Câu đáp là bà nội. Giỏi lắm. Ok. Bây giờ ban giám khảo muốn là chúng ta bắt đầu, chúng ta đã thi đồng đội với nhau rồi thì bây giờ chúng ta thi cá nhân. Trước hết thầy mời hai em số 1 Nguyễn Madeline Mai và em Đỗ Phương Tina, chúng ta cùng thi đua với nhau nhé. Câu kế tiếp. Câu hỏi là biệt danh của em bé là gì và khi đói bụng em bé làm gì? Hết. Mời em Tina. Dạ thưa thầy, biệt danh của em bé là cọp con và khi đói bụng em khóc to. Wow, giỏi quá. Câu trả lời là cọp con và khóc to. Câu kế tiếp cũng là hai cháu số 1 nhé. Số 2 ạ, kế tiếp được đây. Ok, xin lỗi. Câu số 2 là do em Nguyễn Vũ Lan Anh và em Nguyễn Helen. Hai em chuẩn bị nhé. Trong bài Ta Yêu, ngoài cha mẹ, ông bà, anh chị em, họ hàng nội ngoại và làng xóm, ta còn yêu ai nữa? Hết. Em Nguyễn Lan Anh. Dạ thưa thầy, trong bài Ta Yêu, ngoài cha mẹ, ông bà, anh chị em, họ hàng, nội ngoại và làng xóm, ta còn yêu các anh hùng. Giỏi. Và câu trả lời là các bậc anh hùng. Đúng vậy. Và câu đội thí sinh thứ ba nha, do em Vũ Nguyễn Thanh Trúc của đội đỏ và em Lê Hoàng Jayden của đội xanh. Các em chuẩn bị nhé. Em đọc hai câu thơ tiếp theo các câu sau trong bài Ta Yêu. Ta yêu cha mẹ, ông bà, có người mới có chúng ta bây giờ. Hết. Ta yêu cha mẹ, ông bà, có người mới có chúng ta bây giờ. Ta yêu anh chị em thơ, lá lành đùm rác cậy nhờ lẫn nhau. Wow. Chơi này rất là giỏi. Đúng vậy, không thiếu một chữ nữa. Câu kế tiếp là em Khổng Khoa Joseph và em Fantina. Hai em chuẩn bị nhé.
điền vào chỗ thiếu của hai câu thơ. Tôi yêu đất nước chấm chấm chấm, yêu dân tộc Việt chấm chấm chấm, anh hùng hết. Em xin lỗi, em cho sếp. Dạ thưa thầy, tôi yêu đất nước Cộng Hòa, yêu dân tộc Việt ngợi ca anh hùng. Wow, đúng rồi. Bây giờ đi ngược lại nha. Toàn đội hả? Ok, rồi toàn đội. Ban giám khảo bây giờ nói các em giỏi quá, bây giờ chơi tinh thần toàn đội nha. Kế tiếp, Gống Hoa gì? Gống Hoa với ngợi ca. Các em trả lời đúng hết cả. Ok, chúng ta hai đội chuẩn bị nha. Đùm và bọc là hai chữ liên quan với nhau thế nào? Và trong bài Ta Yêu, đùm bọc có nghĩa là gì? Hết. Cả đội nha. Cả đội đã nào biết. Giống như chơi đi vậy. 3 giây thôi thầy. Nếu mà không thì qua câu khác. Ok. Chúng ta đã qua thời gian chúng ta kế tiếp nha. Chúng tôi xin phép vị điều khiển chậm lại một chút để chúng tôi loan báo điểm cho các em, cho phụ huynh ở dưới được rõ một chút. Dạ vâng. Vâng. Kính thưa quý phụ huynh, các em thân mến, cho đến bây giờ tất cả những người trả lời các câu hỏi từ 1 đến 8 đều chiếm được 10 điểm. Xin chào một lần phát tay thật lớn. Có nghĩa là từ nãy tới giờ các em, các cháu giỏi quá, thi đồng đội hoặc là cá nhân, các em đều đặt số điểm tuyệt đối là 10 điểm. Chúc mừng các em. Và câu kế tiếp là ai là tác giả bài thơ? Khoan, xin lỗi thầy. Như vậy là cái câu vừa rồi cả hai đội chúng ta không có em nào trả lời được hả? Như vậy là câu đó chúng ta sẽ không điểm của cả hai đội chúng ta khi đi tìm câu tiếp theo là sẽ là câu số 10 nha. Cảm ơn cô. Và cái câu sau là chú xin đọc lại cho các con nghe. Ai là tác giả bài thơ Ta Yêu Hết? Xin mời em. Dạ thưa cô, tác giả của bài thơ Ta Yêu là Nguyễn Hữu Bảo. Là thầy Nguyễn Hữu Bảo. Rất giỏi. Câu kế tiếp là câu số 11. Trong bài Ta Yêu, phản nghĩa của chữ lành là gì? Hết. Xin mời em Lan Anh. Dạ thưa thầy, phản nghĩa phản trong bài Ta Yêu, phản nghĩa của chữ lành là rách. Quá giỏi. Câu kế tiếp là câu số 12. Các em chú ý nhé. Giặc Ân sang quấy phá nước ta vào thời nào? Hết. Rồi, mời em. Dạ thưa thầy, Giặc Ân sang quấy nước ta vào thời vua Hùng Vương thứ 6. Đúng vậy. Tới thầy cũng biết. Câu số 13. Quê hương nơi có cậu bé 3 tuổi chỉ biết nằm ngửa và không biết nói là ở đâu? Hết. Dạ thưa cô, dạ thưa thầy. Không sao. Quê hương nơi có cậu bé 3 tuổi chỉ biết nằm ngửa và không biết nói là ở tỉnh Bắc Ninh. Trong cái câu hỏi này có hai chi tiết. Chúng ta, con mới trả lời có một phần à. Trong một cái tỉnh, chúng ta có làng, có huyện, thì các con có biết không? Nếu mà đội xanh không biết thì chúng ta xin mời một em thí sinh ở bên đội đỏ nhé. Dạ thưa thầy, quê hương nơi có cậu bé 3 tuổi chỉ biết nằm ngửa và không biết nói là ở làng Phù Đổng ở tỉnh Bắc Ninh. Giỏi, đúng vậy. Để chú cắt nghĩa cho các em đội xanh một chút xíu nha. Có nghĩa là
Helen trả lời có một phần nữa thôi. Giống như là ở California, tiểu bang của mình, chúng ta có Orange County là một tỉnh, một quận lớn ha. Thì trong đó có thành phố Westminster, Gangrove, Anaheim, etc. Ok? Thì giống như vậy, tỉnh Bắc Ninh trong đó có làng Phù Đổng. À, câu số 14. Xin lỗi. Dạ thưa, ở đây có hai phần. Phần thứ nhất trả lời được ở làng Phù Đổng là 6 điểm. Và phần thứ hai, tỉnh Bắc Ninh là 4 điểm. Dạ vâng. Có nghĩa là đội xanh vì bấm trước và trả lời, chỉ biết trả lời là tỉnh Bắc Ninh. Và đội đỏ đã bổ túc là trả lời nguyên trọn vẹn là làng Phù Đổng và tỉnh Bắc Ninh. Như vậy đội đỏ sẽ được 6 điểm và đội xanh được 4 điểm. Chúc mừng các em. Câu hỏi số 14. Như cô giáo có cắt nghĩa cái thể là kỳ thi thì bây giờ trước khi đọc câu hỏi thì chú cho các con biết là câu hỏi kế tiếp 14 có 3 phần. Có 3 phần thì cho nên các con nhớ ráng nhớ để mà trả lời cho trọn vẹn nhé. Mới được 10 điểm. Câu số 14 là khi nói chuyện với sứ giả của nhà vua, cậu bé làng Phù Đổng yêu cầu những gì hết? Mời em Madeline. Dạ thưa thầy, khi nói chuyện với sứ giả của nhà vua, cậu bé làng Phù Đổng đã yêu cầu một con ngựa sắt, một roi sắt và một bộ giáp sắt. Đúng vậy, cả ba đều đúng hết. Rất là giỏi. Câu số 15 sau câu số kế tiếp là sau khi thắng giặc Ân, người anh hùng cưỡi sắt, ngựa sắt đi đâu và làm gì hết? Rồi sao? Dạ thưa cô, dạ thưa thầy, sau khi thắng giặc Ân, người anh hùng cưỡi ngựa sắt đi núi Sóc Sơn và biến mất. Quá giỏi. Đúng vậy. Câu hỏi kế tiếp là câu số 16 nha. Vua phong vị anh hùng vô danh ấy là gì hết? Đội đỏ. Dạ thưa thầy, vua phong vị anh hùng vô danh ấy là Phù Đổng Thiên Vương. Cảm phải tay trường. Câu hỏi kế tiếp là chúng ta có hai phần nhé. Đền thờ Đức Phù Đổng Thiên Vương đã được lập ở đâu và dân làng gọi ngài là gì hết? Lặp lại câu hỏi nhé. Không lặp lại thầy, không câu hỏi có thẳng trong cái phần của mấy em rồi. Chúng ta có 3 giây đồng hồ. Dạ thưa thầy, đền thờ Đức Phù Đổng Thiên Vương đã được lập ở làng Gióng và dân làng gọi ngài là Thánh Gióng. Đúng vậy. Câu trả lời là làng Gióng, tức là làng Phù Đổng và được phong làm Thánh Gióng. Câu hỏi kế tiếp. Dạ vâng. Cá nhân một lần nữa. Ok. Ok. Chúng ta theo ban giám khảo thì chúng ta bắt đầu thi cá nhân. Ok. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào câu số 18. Và thí sinh sẽ là thí sinh số 4. Số 4 của bên đội đỏ là Khổng Khoa Joseph. Và số 4 của đội xanh là Phan Trina. Hai em chuẩn bị nha.
Câu hỏi số 18 là: một cách nhìn về ý nghĩa của chuyện phù đổng thiên vương là gì? Hết. Câu hỏi này có hai phần. Hết giờ rồi, là cả đội xanh và đội đỏ không trả lời được câu này. Chúng ta sẽ đọc câu số tiếp và cả hai đội đều không có điểm nào. Bây giờ tới thí sinh số 3 nha. Thí sinh số 3 bên đội đỏ là Vũ Nguyễn Thanh Trúc và số 3 bên đội xanh là Lê Hoàng Jayden. Đây là câu hỏi số 19. Các em thí sinh số 3 chuẩn bị. Nước Việt Nam trải dài từ đâu đến đâu? Hết. Dạ thưa thầy, nước Việt Nam trải dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Đúng vậy. Và đồ đỏ trả lời câu hỏi. Bây giờ thí sinh số 2. Thí sinh số 2 bên đồ đỏ là Nguyễn Vũ Lan Anh cùng với thí sinh bên đội xanh là Nguyễn Hà Lan. Câu hỏi số 20. Em kể tên ba thành phố lớn ở miền Nam. Hết. Em Hà Lan. Dạ thưa thầy. Xin mời cô lên. Dạ thưa thầy, dạ thưa thầy, tên của ba thành phố lớn ở miền Nam là Sài Gòn, Cần Thơ và Biên Hòa. Giỏi. Câu trả lời là Sài Gòn, Cần Thơ và Biên Hòa. Biên Hòa chứ không phải Biên Hóa con nhé. Đó là quê của thầy chú. Ủa Biên Hòa. Biên Hòa, Hòa Vũ Huyền, ok. Em Lan Anh đã trả lời đúng câu trả lời vừa rồi. Bây giờ thí sinh thứ nhất số 1 là bên đội đỏ là em Nguyễn Madeline Mai cùng với Đỗ Phương Tina. Câu số 21 là cố đô Huế ở miền nào của đất nước ta? Hết. Dạ thưa thầy, cố đô Huế là ở miền trung của đất miền Nam của nước ta. Giỏi. Ok, bây giờ đi ngược lại ha. Nãy chúng ta bắt đầu số 4, bây giờ mình cả đội lại nữa ha. Oh, ok, cả đội lại. Ở trên này thầy đổi tới rồi, thầy cũng toát mồ hôi luôn. Câu số 22 chúng ta nha. Bây giờ là thi đua đồng đội nha. Đội xanh và đội đỏ nha, tất cả mọi người đều cùng lắng nghe để mà trả lời nha. Câu số 22. Em kể tên một thương cảng ở miền trung nước ta. Hết. Dạ thưa cô, Huế là một thương cảng ở miền trung nước ta. Câu trả lời không đúng. Mời đội đỏ. Dạ thưa thầy, Đà Nẵng là một thương cảng ở miền trung nước ta. Đúng vậy. Đội xanh đã trả lời xanh, sai. Huế là trung tâm văn hóa của miền Trung bởi vì cố đô Huế được đặt ở Huế. Cái triều đại cuối cùng. Em Nguyễn Thanh Trúc được 10 điểm. Kế tiếp câu hỏi số 23 là Hà Nội còn được mệnh danh là gì? Hết. Đội xanh. Dạ thưa thầy, Hà Nội được mệnh danh là đất ngàn năm văn vật. Đúng vậy. Đội xanh đã trả lời đúng.